Lê Minh xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của mưa bão, nhiều nơi từ Nam chí Bắc Trung Quốc đang bị ngập lụt, trong khi việc đồng loạt xả lũ ở các hồ chứa trên cả nước đã làm trầm trọng thêm tình hình. Vào ngày 29 tháng 7, cư dân mạng đã đăng một video cho thấy mực nước sông Áp Lục ở Đan Đông, Liêu Ninh đã dâng cao, nước đã tràn vào các con đường ven sông. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, vào ngày 28 tháng 7, Đan Đông đã đóng cửa đập qua đêm. Cán bộ của thành phố Đan Đông cho biết, nguyên nhân mực nước dâng cao là do thượng nguồn xả lũ, nước sông dâng cao. Sau khi việc phòng chống lũ lụt kết thúc, sẽ tiến hành dọn dẹp nước đọng ven sông. Nhân viên của Sở Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán thành phố Đan Đông cho biết, hiện các hồ chứa thượng nguồn vẫn đang xả lũ, mực nước vẫn tiếp tục dâng cao. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, ngày 28 tháng 7, tổng cộng 11 con sông ở Liêu Ninh đã xuất hiện quá trình dâng nước rõ rệt. Trong đó có 6 sông lớn và 5 sông vừa và nhỏ. Toàn tỉnh có tổng cộng 67 hồ chứa, 8 hồ lớn, 14 hồ vừa và 45 hồ nhỏ. Nhưng giới chức lại mô tả việc xả lũ là đang xả nước có trật tự. Dù vậy, có cư dân mạng nói rằng, không có việc gì thì đừng đến bờ sông nữa, nước đã dâng lên rồi. Cư dân mạng quay video cho biết, do mưa lớn ở nhiều nơi ở Liêu Ninh khiến mực nước dâng cao, hồ chứa Hoàn Long ở Hoàn Nhân, Bản Khê đã mở cửa xả lũ, mong bà con vùng hạ lưu cố gắng vượt qua. Tại miền Nam, thành phố Tư Hưng, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đang phải hứng chịu những trận mưa lớn khiến mực nước hồ chứa Đông Giang dâng cao đột ngột. Vào lúc 11 giờ sáng ngày 27 tháng 7, hồ chứa Đông Giang đã mở cửa xả lũ, tạo ra dòng nước lũ khổng lồ nhấn chìm nhiều thành phố ở hạ lưu. Video do cư dân mạng đăng tải cho thấy, khi hồ chứa Đông Giang xả lũ, do dòng chảy quá xiết, một chiếc thuyền du lịch của khu thắng cảnh đã bị nước lũ cuốn trôi. Tính đến 13 giờ ngày 28 tháng 7, mực nước hồ chứa Đông Giang đã đạt 285,1m và bắt đầu xả lũ trở lại từ 14 giờ. Hồ chứa Đông Giang xả lũ liên tục trong 2 ngày. Các thành phố hạ lưu là Lỗi Dương và Vĩnh Hưng bị ngập lụt, thiệt hại nặng nề. Nhiều ngày qua, các hồ chứa nước trên khắp Trung Quốc từ Nam chí Bắc đã xả lũ. Ngày 26 tháng 7, tại Thẩm Dương, Liêu Ninh, do việc xả lũ từ hồ chứa, một lượng lớn cá lớn đã bị cuốn trôi ra đường. Tờ Giao Điểm của Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin rằng, sau cơn mưa lớn, hồ chứa xả lũ, xuất hiện cảnh tượng cá nhảy qua cổng rồng. Người nhìn thấy sẽ gặp nhiều may mắn, bình an và giàu có. Video của tờ Tuổi Trẻ Trung Quốc thì cho biết, sau cơn mưa lớn, việc xả lũ từ hồ chứa đã cuốn những con cá lớn vào sông trong thành phố, đàn cá nhảy lên khỏi mặt nước tạo nên cảnh tượng vô cùng ngoạn mục. Thẩm Dương ghi nhận lượng mưa cao nhất kể từ khi bắt đầu quan trắc khí tượng năm 1951. Thành phố Thẩm Dương hiếm khi bị ngập lụt, đường phố và khu dân cư bây giờ thì bị ngập nặng. Một số cư dân mạng cho rằng điều này có liên quan đến việc xả lũ. Vào ngày 27 tháng 7, một cư dân mạng địa phương đã quay video và nói rằng sau một trận mưa lớn, đập cao su trên sông Hồn Hà ở Thẩm Dương bị vỡ và xả lũ. Tôi chưa từng thấy sông Hồn Hà chảy xiết như vậy trong hơn 20 năm. Một cư dân mạng khác cũng đăng video nói rằng do xả lũ từ Thạch Bàn Sơn, khu dân cư này đã trở thành một vùng biển mênh mông. Cư dân mạng ở các tỉnh thành khác cũng đăng tải video nói rằng mưa lớn ở nhiều nơi tại Cát Lâm khiến mực nước dâng cao, hồ chứa Vân Phong ở Tập An thông hóa xả lũ, người dân ở hạ lưu hãy cố gắng giữ vững. Quảng Đông, hồ chứa Long Cảnh ở Yết Dương xả lũ, người dân ở hạ lưu hãy đề phòng ngập úng và nước tràn vào nhà. Sơn Đông, hồ chứa Bạt Sơn ở Lâm Nghi xả lũ. Ngày 28 tháng 7, hồ chứa Hoành Giang ở thành phố Yết Dương, Quảng Đông xả lũ. Một cư dân mạng cũng đăng video nói, Trần Châu xả lũ khiến người dân hạ lưu khốn khổ. Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận bày tỏ nghi ngờ về việc xả lũ của chính quyền gây khó khăn cho người dân. Gần đây, nhiều khu vực ở Trung Quốc liên tục hứng chịu mưa lớn, các hồ chứa lớn liên tục xả lũ. Trong đó, đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang đã mở cả 9 cửa xả lũ, khiến tình trạng lũ lụt ở hạ lưu trở nên nghiêm trọng. Việc xả lũ ở nhiều nơi đã gây ra sự phẫn nộ trong dân chúng. Trước đó không lâu, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, tính đến 4 giờ chiều ngày 17 tháng 7, 33 hồ chứa lớn và vừa ở Hà Nam đã vượt quá giới hạn lũ và địa phương đang tiếp tục thực hiện điều phối chung để xả lũ có trật tự. Chính quyền không nêu rõ có trật tự là gì, cũng không nói rõ liệu có cảnh báo trước bao lâu, thông báo cho người dân sơ tán hay không. Vào ngày 17 tháng 7, các tỉnh Nam Dương, Hà Nam và Bảo Kê, Thiểm Tây đã bị ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều ngôi nhà, xe cộ và đất nông nghiệp bị ngập nước hoặc bị lũ cuốn trôi, gây thiệt hại nặng nề.
nhiều người dân địa phương phàn nàn rằng việc xả lũ đã khiến nước sông dâng cao chỉ sau một đêm. Trước đó, tại Quảng Tây, Phúc Kiến và các nơi khác, người dân đã phản đối việc chính quyền xả lũ gây thiệt hại. Trong đó, tờ Da Phang News của Trung Quốc đưa tin, vào ngày 16 tháng 6, tại thôn Lan Khê, thị trấn Lan Khê, huyện Thượng Hàm, Long Nham, Phúc Kiến, một số người dân phản ánh việc hồ chứa phía thượng nguồn mở cửa xả lũ, mực nước lũ dâng cao nhanh chóng khiến nhà cửa bị sập, có người thân bị vùi lấp không may tử vong. Tuy nhiên, các quan chức cho biết đó là việc xả lũ theo kế hoạch quy trình tiêu chuẩn theo lịch trình. Cũng ngày 19 tháng 6, sau nhiều ngày mưa lớn liên tục, nước sông Ly Giang ở Quế Lâm, Quảng Tây dâng cao và tràn vào, khiến ga xe lửa Quế Lâm bị ngập lụt. Người dân phàn nàn rằng chính quyền đã xả lũ gây ra tình trạng này, trong khi chính quyền thì biện minh rằng các hồ chứa thượng nguồn đã đầy, lượng nước đến bao nhiêu thì xả bấy nhiêu một cách bị động. Thưa quý vị, chuyên gia thủy lợi Vương Duy Lạc, người đang sống tại Đức, từng nói rằng nhiều trận lũ lụt ở Trung Quốc là do con người kiểm soát thông qua cửa xả lũ. Họ, chính quyền Trung Quốc, sẽ xả ít hơn nếu cảm thấy tình hình không nguy cấp và xả nhiều hơn nếu tình hình nguy cấp. Điều này sẽ gây ra mối đe dọa lớn hơn cho hạ lưu. Về số người chết, họ không báo cáo hoặc báo cáo ít hơn, họ chưa bao giờ có báo cáo trung thực. Các quốc gia khác trên thế giới đôi khi cũng xả lũ, nhưng họ sẽ chọn xả vào những khu vực thưa dân cư. Năm 2011, Mỹ đã kích hoạt tuyến đường xả lũ Morganza ở miền trung bang Louisiana. 125 cửa xả khổng lồ đã chuyển hướng nước lũ từ thượng nguồn sông Mississippi vào vùng đầm lầy Atchafalaya Basin, thưa dân cư, giúp thành phố New Orleans tránh được lũ lụt. Trong những năm gần đây, Mỹ cũng đã phá bỏ một số lượng lớn các con đập, nhưng Trung Quốc thì vẫn chi một khoản tiền khổng lồ mỗi năm để duy trì các hồ chứa không an toàn và nguy hiểm. Ông Vương Duy Lạc cho biết, Trung Quốc hiện có gần 100.000 hồ chứa, nhẹ thì nói là 3/4 số hồ chứa không an toàn. 8 ngôi làng bị mất liên lạc do vỡ đê. Mưa lớn liên tục ở Hồ Nam, Trung Quốc vẫn tiếp tục gây ra thảm họa. Bờ kè Tứ Tân ở huyện Tương Đàm, thành phố Tương Đàm có nguy cơ bị vỡ đập. Vết vỡ đã rộng tới 77m. Có thông tin cho biết, 8 ngôi làng ở thành phố Tư Hưng, Sâm Châu đã mất liên lạc do mưa lớn. Sau đó, liên lạc đã được nối lại vào hôm 29 tháng 7. Ngoài ra, Cát Lâm, nằm ở phía Đông Bắc, cũng báo cáo có thiên tai nghiêm trọng. Theo các kênh truyền thông Trung Quốc như là CCTV, Honan Daily, v.v. Bắt đầu từ ngày 26 tháng 7, nhiều thị trấn và làng mạc ở thành phố Tư Hưng, Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam đã hứng chịu mưa lớn, giao thông bị gián đoạn. 8 trong số 10 ngôi làng ở thị trấn Diện Sơn mất liên lạc. Sáng ngày 29 tháng 7, 10 đội cứu hộ đã vào các ngôi làng bị mất tích bằng cách sử dụng các phương tiện hỗ trợ liên lạc, máy bay không người lái, điện thoại vệ tinh và các thiết bị khác, cũng như sửa chữa thủ công tại chỗ. Cả 8 ngôi làng gần như đã khôi phục được liên lạc vào trưa ngày 29 tháng 7. Trong thảm họa này, đáng chú ý là tình hình vỡ đê Tứ Tân ở làng Tân Đường, thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam vào sáng sớm ngày 29 tháng 7. Chỗ vỡ đã mở rộng từ 55 lên 77m. Báo cáo cho biết, hiện tại chiều rộng chỗ vỡ không thay đổi nhiều, mực nước trong và ngoài đê kè về cơ bản ngang nhau, tốc độ dòng chảy chậm lại. Chiều ngày 29 tháng 7, đoạn kè thôn Hoa Trung, thị trấn Hà Khẩu, huyện Tương Đàm cũng xảy ra vỡ đê, chiều dài khoảng 30m. Trước đó, một chỗ vỡ hơn 10m đã xuất hiện ở đê sông Quyên Thủy, tại vịnh Liễu Thụ ở làng Long Đàm, thị trấn Hoa Thạch, huyện Tương Đàm. Theo thống kê, từ 8 giờ ngày 26 tháng 7 đến 16 giờ ngày 28 tháng 7, lượng mưa trung bình ở Hồ Nam đạt 95,8mm, 682 thị trấn, làng mạc trong tỉnh có lượng mưa trên 100mm. Trong số đó, thành phố Tư Hưng có lượng mưa hơn 600mm, với lượng mưa tối đa đạt tới 673mm tại thị trấn Hưng Ninh. Kể từ ngày 26 tháng 7, lượng mưa 12 giờ, 24 giờ ở Tư Hưng và lượng mưa 24 giờ ở huyện Lục Khẩu, Chu Châu đều vượt quá giá trị cực trị lịch sử trên địa bàn tỉnh. Và trước tình hình này, một cư dân mạng Hồ Nam trên nền tảng Douyin của Trung Quốc đã nói: "Làm ơn công bố 8 địa điểm mất liên lạc, tôi đã mất liên lạc với gia đình gần 60 tiếng rồi. Ở Long Khê, Tư Hưng, ngay cả điện thoại vệ tinh cũng không có tín hiệu, mất nước, mất điện, mất liên lạc 3 ngày liền." Một số cư dân mạng khác thì đặt câu hỏi: "Thật không thể tưởng tượng nổi, đây đã là thế kỷ 21 năm 2024, mọi nơi đều nói về công nghệ cao, tại sao vẫn xảy ra tình trạng mất liên lạc? Máy bay trực thăng vận chuyển phổi đâu? Thời đạo nào rồi mà cả một ngôi làng có thể mất liên lạc? Máy bay không người lái và trực thăng dùng để làm gì?" Theo báo cáo của Jimu News, từ ngày 26 đến 27 tháng 7, huyện Diêm Lăng, thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam đã hứng chịu mưa lớn kéo dài, làm hư hại 6 cây cầu, bao gồm cả cầu Đại Kiều trên quốc lộ 106. Nhân viên Cục Quản lý Khẩn cấp huyện Diêm Lăng cho biết, tính đến ngày 27
cầu Đại Kiều trên quốc lộ 106 đã bị nước lũ cuốn trôi. Mưa lớn làm 34 ngôi nhà bị hư hại, hơn 80 điểm sạt lở mặt đường, không có thương vong về người. Vào ngày 28 tháng 7, người dân thôn Long Đàm, xã Trung Hòa, dân tộc Giao cho biết, từ đêm ngày 26 đến đêm ngày 27, địa phương liên tục có mưa lớn. Một số khu vực xảy ra lũ quét và lũ bùn, nước sông Tà Lại gần đó lại dâng cao. Vào trưa ngày 27, một số người dân phát hiện phần giữa mặt cầu Đại Kiều trên quốc lộ 106 bị sụt lún, mặt cầu bị dịch chuyển. Theo báo cáo của CCTV News, vào lúc 8 giờ 18 phút ngày 28 tháng 7, một trận lũ quét đã gây ra vụ sạt lở đất tại quận Nam Nhạc, thành phố Hoành Dương, tỉnh Hồ Nam, khiến một nhà nghỉ một tầng bị đổ sập và 21 người bị vùi lấp. Tính đến 19 giờ 28 phút ngày 28 tháng 7, công tác cứu hộ tại hiện trường đã kết thúc. Tổng cộng 21 người đã được cứu ra, trong đó 15 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Vụ việc xảy ra tại làng Nhạc Lâm, nằm ở phía tây của khu thắng cảnh Nam Nhạc Hành Sơn, chỉ cách đó vài km. Hầu hết du khách đến khu thắng cảnh Hành Sơn thường chọn ở tại các nhà nghỉ gần đó. Hiện tại, đoạn đường từ làng Nhạc Lâm đến khu thắng cảnh Nam Nhạc Hành Sơn đang bị phong tỏa. Một chủ nhà nghỉ gần khu thắng cảnh Nam Nhạc Hành Sơn đã cho CCTV News biết rằng ngôi nhà bị vùi lấp bởi trận lở đất là nhà tự xây của một người dân trong làng. Được sử dụng làm nhà hàng kiêm nhà nghỉ nông thôn, đã hoạt động được khoảng 10 năm. Vào cuối tuần xảy ra vụ việc, có rất nhiều người lên núi tránh nóng và đang ở trong nhà nghỉ. Một chủ nhà nghỉ khác cho biết họ đã phải tạm dừng kinh doanh vì vụ lở đất. Trước đó đã từng xảy ra vỡ đê ở Hồ Động Đình, tỉnh Hồ Nam vào ngày 5 tháng 7. Do mưa lớn liên tục, một đoạn đê ở huyện Hoa Dung, thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam đã bị vỡ. Vết vỡ đạt chiều rộng tối đa khoảng 226 mét vào sáng hôm sau và chỉ được khắc phục vào tối ngày 8 tháng 7, gây ngập lụt một số ngôi làng. Tính đến ngày 4 tháng 7, 14 thành phố và quận của tỉnh Hồ Nam đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai kể từ ngày 22 tháng 6, khiến 27 người thiệt mạng và 8 người mất tích. Tuy nhiên, dữ liệu chính thức công bố đã bị dư luận rộng rãi nghi ngờ. Một khu vực khác bị ảnh hưởng nặng nề nhất là tỉnh Cát Lâm, nhiều thị trấn và làng mạc ở huyện Vĩnh Cát, thành phố cấp huyện Giao Hà, quận Phong Mãn v.v. bị nước lũ nhấn chìm. Nước ở hai con sông huyện Vĩnh Cát dâng cao, tràn qua các con đập và tràn vào thành phố. Hơn 2/3 diện tích huyện này bị nhấn chìm. Khi được phỏng vấn, những người dân bị mắc kẹt trong huyện cho biết, áng chừng bằng mắt, nước trên đường chính cao từ 1,5 đến 1,7 mét, có nơi nước đã lên đến tầng 2. Thành phố Lâm Giang ở Cát Lâm nằm sát biên giới với Triều Tiên do mực nước tại trạm quan trắc thủy văn trên dòng chính của sông Áp Lục đã vượt quá mực nước lũ đảm bảo an toàn. Đồng thời, mực nước vẫn đang dâng nhanh nên một thông báo đã được đưa ra yêu cầu cư dân sống dưới tầng 3 trong thành phố phải di chuyển lên khu đất cao hơn hoặc chuyển lên tầng cao hơn. Lũ lụt đã tràn ngập toàn bộ thành phố Lâm Giang, một nửa thành phố bị mất điện và chìm trong bóng tối. Sáng ngày 28 tháng 7, công tác ứng phó phòng chống lũ lụt cấp 1 được phát động. Thành phố triển khai biện pháp 5 tạm dừng, dừng đến trường, dừng công việc, dừng sản xuất, dừng hoạt động, dừng kinh doanh. Thưa quý vị, mùa mưa lũ nghiêm trọng đã đến ở Trung Quốc. Đất nước với hàng chục ngàn con đập và hồ chứa lại đang ở trong một tình cảnh dở khóc dở cười. Trong một video cũng nói về đề tài bão lũ ở Trung Quốc, có một bình luận của quý vị khiến chúng tôi rất ấn tượng, đó là Trung Quốc ra sức giữ lấy nước ở đầu nguồn các con sông. Cuối cùng thì ông trời lại cho họ rất nhiều nước trên mặt đất. Đúng là như vậy, khi những bàn tay và khối óc vô cùng đáng thương của con người lại muốn đi chinh phục thiên nhiên, thì cái kết là gieo nhân nào gặt quả ấy. Bão lũ ở Trung Quốc năm nào cũng nhiều, năm sau lại có phần khủng khiếp hơn năm trước. Tất cả là do đâu? Chúng tôi đang đợi những bình luận hay của quý vị. Xin vui lòng để lại ở phần dưới. Còn bây giờ thì Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video hấp dẫn tiếp theo.